Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Tuy nhiên, thực tế đã có nhiều trường hợp bị nhầm tên chủ sử dụng đất trên bản đồ địa chính. Vậy cần phải xử lý như thế nào? Nội dung này sẽ được luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Vietsky giải đáp trong tiểu mục Q&A ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn luật sư đã nhận lời phỏng vấn của Phố Bất Động Sản. Thưa luật sư, thì trong trường hợp là bị nhầm tên chủ sử dụng đất trong bản đồ địa chính thì người dân cần phải làm gì ạ? Về mặt cơ bản thì đối với đất thì khi mà nhà nước cấp thì cũng có thể là có rất nhiều cái nó dẫn đến cái biến động và nó có thể là nó tạo ra những cái sai sót. Và đối với sổ đỏ hay là tất cả các giấy tờ nói chung, trong cái trường hợp mà nhà nước phát hiện thấy sai sót thì có thể tiến hành việc sửa đổi đối với những cái giấy chứng nhận của sử dụng đất đó. Và các chủ thể khi mà thấy là mình sai, mà mình bị làm sai về cái thông tin thì mình cũng có thể là sửa đổi cái đất đó. Chúng ta nói cách khác là hiệu đính cái giấy chứng nhận của sử dụng đất. Tuy nhiên ấy, ở đây nó có hai cái trường hợp. Một ấy, là nó theo đúng cái hiện trạng ban đầu hay là nó vượt qua khỏi hiện trạng ban đầu. Tức là cùng một cái giấy xác nhận là cái thửa đất đó bị nhầm, nhưng bạn lại bị là cái diện tích nó bị dôi ra, hoặc là gì ạ, nếu mà nó nhỏ đi thì các bạn vẫn phải điều chỉnh đất. Thứ hai là nếu mà dôi ra thì người ta chỉ cơ bản thì cơ quan địa chính sẽ điều chỉnh trên mốc giới cũ và phải tiến hành cái việc là bổ sung đối với cái xem xét đối với cả cái chỗ đất mới mà dôi dư ra. Và nếu như mà có những cái tài sản có trên đất nữa thì cũng phải bổ sung vào những cái hồ sơ để mà được cơ quan quản lý nhà nước ghi nhận. Vậy thì có những cơ sở như thế nào để mà có thể làm những thủ tục và người dân cần lưu ý điều gì? Đối với cái việc mà làm thủ tục ấy, thì cái người dân ấy là một ấy là phải thu thập được tất cả những cái tài liệu chứng cứ mà được cái cơ quan quản lý nhà nước trước đây cấp. Thứ hai ấy là phải lấy cái xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường xã nơi mà người ta cư trú ấy để xác định được cái hiện trạng đất tại cái thời điểm người ta sử dụng. Và đó là những cái căn cứ để mà cơ quan quản lý nhà nước về đất đai điều chỉnh những cái thông tin trên cái giấy chứng nhận của sử dụng đất của cái chủ thể mà thấy sai lệch. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của luật sư. Sáng nay 18 tháng 1, Quốc hội đã thông qua luật đất đai sửa đổi với 432 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 87,63%. Luật đất đai sửa đổi gồm 16 chương, 260 điều, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Theo quy định của Điều 79, nhà nước thu hồi đất trong 32 trường hợp cần thiết để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc này nhằm phát huy nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng hiện đại, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn di sản văn hóa. Các trường hợp thu hồi đất là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác, sử dụng công trình ngầm. Dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án công trình vì lợi ích quốc gia, công cộng chưa được quy định, Quốc hội sẽ sửa đổi, bổ sung điều này theo trình tự, thủ tục rút gọn. Đầu năm 2024, theo một nghiên cứu về thị trường bất động sản của Netcredit, nền tảng thuộc Innova International, công ty công nghệ có giá trị vốn hóa hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ tại Mỹ, được công bố, Hà Nội lần thứ hai nằm trong số 10 thủ đô của các nước trên thế giới có giá nhà vượt xa nhất so với thu nhập bình quân của người dân. Tổ chức này phân tích dựa trên 800.000 tin đăng bán nhà tại 73 thành phố là thủ đô của các nước trên thế giới trong một năm từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022. Theo đó, giá một căn nhà chung cư tại nội thành Hà Nội đã tăng 77% trong năm qua, tương đương 45 năm thu nhập bình quân của người lao động. Thưa quý vị, đường Nguyễn Tam Trinh và đường Lĩnh Nam là những tuyến giao thông huyết mạch của quận Hoàng Mai, là đường dẫn để các phương tiện đi lên cầu Thanh Trì, đường Vành Đai 3. Tuy nhiên, cả hai con đường này đều rất nhỏ hẹp và bề rộng mặt đường chỉ khoảng 10 mét, không có vỉa hè và đã xuống cấp từ lâu. Dù đã có quyết định đầu tư nâng cấp tuyến đường này từ năm 2013, nhưng đến nay, việc nâng cấp đường vẫn nằm trên giấy, gây nhiều bất tiện cho các hộ dân sinh sống hai bên đường. Bà Loan sinh sống tại phố Lĩnh Nam hơn 30 năm, mở một hàng nước nhỏ, nhưng kinh doanh cũng khó khăn do bụi bặm từ con đường Lĩnh Nam mỗi khi có xe cộ đi qua. Từ năm 2013, nhiều người dân như bà Loan đã vui mừng khi nghe tin có dự án nâng cấp mở rộng đường Lĩnh Nam, nhưng sau chục năm, người dân vẫn mòn mỏi chờ đợi. Hiện giờ nhà chúng tôi ở rất là đông người mà
cũng không được sửa sang gì cả, vẫn ở lụp sụp này bao nhiêu năm rồi, từ năm chia đất từ năm 91 đến bây giờ là 32 năm rồi mà vẫn chưa được sửa sang làm lụng đường xá. Dân tình thì giao thông thì chật hẹp. Nhân dân thì chắc là người ta cũng sẽ rất ủng hộ cách mở rộng thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta tính toán hợp lý, đền bù phù hợp với nhân dân thì chắc là nguyện vọng nhân dân cũng đồng ý. Nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra như thiếu nhà tái định cư, thiếu vốn đầu tư. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng một phần nguyên nhân quan trọng là do quận Hoàng Mai chưa quyết liệt trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, còn thụ động trông chờ vào sự hỗ trợ của thành phố, cho nên tiến độ triển khai hầu hết các dự án đều ì ạch. Hạ tầng kỹ thuật đô thị của quận vì thế vẫn chưa phát triển tương xứng với tốc độ đô thị hóa và sự gia tăng dân số trên địa bàn. Với cái sự ủng hộ của người dân thì trong quá trình công tác giải phóng bằng thì bốn phường cũng thực hiện chỉ đạo của quận ủy cũng như ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai là đẩy nhanh tiến độ sớm thực hiện công tác giải phóng bằng để đầu tư mở rộng tuyến đường Lĩnh Nam. Bản thân một cái đô thị, một cái tuyến đường mà không có vỉa hè thì là những người làm quy hoạch chúng tôi gọi đấy không phải là một cái đô thị hoàn chỉnh. Chắc chắn là trong tương lai trong quy hoạch thì chúng ta vẫn có thể phải điều chỉnh lại theo quy hoạch, tức là có thể phải mở rộng theo đúng cái tiêu chuẩn về đường, chứ là có lòng đường có vỉa hè. Nhiều ý kiến cũng cho rằng với sự vào cuộc hỗ trợ của thành phố và các cấp ngành, quận Hoàng Mai cần chủ động hơn nữa trong việc giải quyết những khó khăn, linh hoạt trong việc tìm tòi, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư nhằm đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo đô thị trên địa bàn quận. Thưa quý vị, đã hơn 17 năm nay, dự án cụm trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vẫn chưa được triển khai. Do nằm trong dự án treo này nên nhiều năm qua hàng trăm hộ dân tại đây phải sống cảnh tạm bợ trong những ngôi nhà dột nát chẳng thể sửa chữa. Trời nắng thì nóng nực mà trời mưa thì ẩm ướt thấp. Và cũng từ đó những ngôi nhà bỏ hoang xuất hiện ngày càng nhiều. Ghi nhận của phóng viên Phố Bất Động Sản. Nhiều năm qua, 370 hộ dân ở tổ dân phố Nhuệ Giang chỉ mong sớm thoát khỏi cảnh nhà ở xuống cấp, dột nát và ẩm thấp. Tại đây, các căn nhà tại số 7, số 9 ở ngõ 34 phố Nhuệ Giang, chủ nhà phải bỏ đi nơi khác sinh sống vì nhà quá cũ nát gây nguy hiểm. Một số ngôi nhà khác cũng đã bỏ hoang nhiều năm. Còn một số căn nhà sát bờ ao có dấu hiệu sạt lở được người dân kè tạm bằng đất và cọc tre. Được biết, dự án cụm trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề Tây Mỗ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 226 ngày 12 tháng 12 năm 2006, có tổng diện tích đất khoảng 113,6 ha. Từ tháng 4 năm 2017 đến nay, do không bố trí được nguồn vốn thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng dự án không triển khai thực hiện. Trước tình hình đó, thành phố đã hai lần giao cho các đơn vị sở ngành liên quan ra soát lại dự án trong khoảng thời gian lần lượt là ngày 11 tháng 5 năm 2018 và ngày 20 tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận cụ thể và người dân vẫn sống mòn trong những căn nhà xuống cấp. Người dân sinh sống trong khu vực cho biết vì vướng quy hoạch nên toàn bộ người dân sống trong khu đất này đều không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được xây dựng nhà kiên cố, chỉ được phép sửa chữa chứ không cơi nới xây thêm tầng. Những người trẻ thì bỏ đi tìm nơi khác yên ổn hơn, còn những người già thì đành chấp nhận ở lại trong khu nhà sập xệ như thế này. Đến đây bản tin Phố Bất Động Sản ngày hôm nay xin phép được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng VTC1.